Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ chính thức khởi tranh. Năm nay, Australia và New Zealand đồng đăng cai tổ chức Women's World Cup 2023. Đây là giải đấu đầu tiên có nhiều hơn một quốc gia đăng cai. Xin được nói thêm, Truyền hình Quốc hội Việt Nam là đơn vị độc quyền sản xuất và phát sóng FIFA Women's World Cup 2023. Sẽ có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trên 9 thành phố, 5 ở Australia và 4 ở New Zealand. Các thành phố đăng cai là Adelaide, Auckland, Brisbane, Dunedin, Hamilton, Melbourne, Perth, Sydney và Wellington. Số tiền thưởng cho giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là 150 triệu đô la Mỹ, gấp 10 lần so với năm 2015 và gấp 3 lần so với năm 2019. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 440 triệu đô la Mỹ tổng số tiền thưởng được trao tại giải vô địch bóng đá nam ở Qatar năm ngoái. Đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng E cùng với đối thủ khó nhằn là Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.